Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng lãnh đạo. Cùng với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp lần này được Đảng, Quốc hội, Chính phủ xác định là những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong năm 2021. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo về việc triển khai chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo của bầu cử Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, triển khai chỉ thị số 02 ngày 14 tháng 1 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, các văn bản hướng dẫn chi tiết về quy trình bầu cử, kế hoạch của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, triển khai của bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và từng địa phương. Do đó, cả hệ thống chính trị phải đoàn kết, thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử tiến hành một cách thật sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Cùng với đó, các bộ ban ngành địa phương kịp thời tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định, xây dựng phương án triển khai lực lượng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm tiến độ và công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử